bạn có chia sẻ là không đến với âm nhạc nữa, không khát nữa thì em đang không biết làm việc gì khác. Thực sự muốn chả biết phải làm gì nếu mà không có âm nhạc cũng như là nghệ thuật thì em đó là cái niềm vui thú duy nhất của em đó. Không sao, đôi khi có những thứ nó lại trở thành cái nghiệp của mình rồi. Cứ hết mình với âm nhạc thì tôi tin chắc rằng âm nhạc cũng sẽ lại đền đáp bạn. Bài hát tôi chọn là một bài hát nó có ý nghĩa. Vì vậy vấn đề có còn hồi hộp hay không nữa thì tôi cũng không còn đặt nặng vấn đề đó lắm. Bởi vì chỉ nghĩ đơn giản là lên sân khấu và sống hết mình với bài hát và làm hết sức có thể thôi. Nhạc em vừa hát thì đó là nhạc của ai? Nhạc của thế giới. được. Đúng không? Cái điều trước tiên là cần phải biết tên học trò của mình là tên gì. Cứ nhào vào giành giật chứ kia. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Xuân Lân ạ. Nguyễn Xuân Lân. Giọng hát của em rất tuyệt vời, bản lĩnh và dày, kịch tính. Nói chung là nhiều màu sắc. Và nó có thể làm được nhiều điều khác nhau nữa. Mà em biết là nhiều màu sắc như vậy ấy. Ở đây này chỉ có mình anh thôi đó nha. Đó, cho nên là em hãy về với anh. Thì nghĩ là cái điểm hay nhất mà em có, đương nhiên là giọng hát, đương nhiên là cao độ, đương nhiên là cái độ dày và độ uyển chuyển, legato của giọng hát em. Nhưng mà cái hay nhất mà chị nhìn thấy đó là xúc cảm của em. Em hát rất là có cảm xúc, em làm chị xúc động. Và cái đấy thì không phải ca sĩ nào cũng có. Và đã ca sĩ nào mà có thì ca sĩ ấy sẽ làm nên chuyện nếu mà có người bị truyền cảm hứng được cho cái người ấy để nó đưa được ra ngoài. Chị là người nhiều lời, thế mà bây giờ đứng trước em tự nhiên là chị câm bặt. Bởi vì giọng hát của em từ đầu cho đến giờ phút này là thuyết phục nhất đối với chị. Những cái điều đấy cũng không phải hẳn là quan trọng, mà điều quan trọng nhất là em đã dùng bài hát đấy làm phương tiện để thể hiện mình. Cảm xúc của em đã kể một câu chuyện với một cảm xúc vô cùng hợp lý và đầy thuyết phục, làm cho người nghe rất là xúc động và cả ngưỡng mộ nữa. Chị không dám nói là có thể giỏi hơn bất cứ ai ngồi ở đây cả, nhưng chỉ biết rằng lúc này có lẽ chị là người xúc động nhất trước phần trình diễn của em, bởi vì chị lắm mồm thế mà đến bây giờ chị cũng thấy cũng khó nói nữa. Khó nói đâu mà nói nãy giờ. Ôi trời ơi. Nói dài như thế bảo khó nói. Cấm chanh chua. Nói chung nói về cảm xúc thì không thể nào
mình lại được với phụ nữ, bởi vì phụ nữ thì nói về cảm xúc cái là có thể khóc được ngay. Nhưng anh nghĩ cảm xúc của người đàn ông vẫn cần một cái gì đấy mạnh mẽ. Anh Hưng thì thích có cao trào nhiều hơn, nhưng anh nghĩ như vừa rồi đủ lãng mạn, đủ tình cảm lắm rồi. Quan trọng nhất là phải tìm được một người có điều kiện giúp đỡ để em có thể tỏa sáng nhiều hơn. Em biết sao không? Đây này, em nói một lời cuối cùng đó trước khi em quyết định. Tất cả mọi người đều khen em hết và yêu thích em thì mới bấm máy lại, có nghĩa em đã quá giỏi rồi. Chỉ cần một người cho em nhiều cơ hội để em tỏa sáng, có thể đem em đi khắp nơi, tất cả mọi loại hình sân khấu và gặp thật nhiều khán giả thôi. Mà người duy nhất chỉ có mình anh làm được chuyện đó thôi. Nha, em biết mà đúng không? Em biết chắc luôn mà. Anh ấy tự tin thì anh có thừa rồi đấy. Thế là mang em đi bán rồi. Không đi bán. Cơ hội phải do chính em tạo nên. Và em cũng không cần phải xuất hiện ở khắp tất cả các sân khấu, chỉ đúng xuất rồi. Hiện ở sân khấu dành cho em mà thôi. Ôi giời ơi. Sân khấu nào dành cho em? Sân khấu của Đàm Vĩnh Hưng mới là dành cho em. Quyết định nhanh đi cưng. Rồi, về ký hợp đồng luôn. Em vẫn không biết phải chọn ai. Em làm chị xúc động. Cái đấy thì không phải ca sĩ nào cũng có. Trước phần trình diễn của em, chị cũng thấy cũng khó nói nữa. Quan trọng nhất là phải tìm được một người để em có thể tỏa sáng. Sân khấu của Đàm Vĩnh Hưng mới là dành cho em. Em cũng không tin được là 4 vị giám khảo vẫn chọn em. Đến giờ em vẫn còn run và đang thở gấp. Em đặc biệt rất là thích một bài hát của một thành viên trong đó. Một bài hát vòng tròn ạ. Em xin mời đạo chị Hình Dung ạ.